Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 7, đại diện Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, sau khi hết thời gian thụ án, ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai gửi đơn xin được thực hành tại bệnh viện để đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề. Vị này nói, sau khi nhận được đơn của ông Tuấn, bệnh viện đã xem xét và chấp nhận. Ông Tuấn bắt đầu thực hành tại bệnh viện từ ngày mùng 1 tháng 7. Theo quy định của Bộ Y tế, ông Tuấn sẽ phải thực hành lại từ đầu trong vòng 12 tháng như bác sĩ mới ra trường để được xét cấp chứng chỉ hành nghề. Khi có chứng chỉ hành nghề mới, ông có thể được quay lại hoạt động khám bệnh kê đơn. Trước đó, tháng 4 năm 2023, cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn và 11 người khác bị tuyên án tù liên quan đến vụ nâng giá vật tư y tế gây thiệt hại 53 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định vi phạm của ông Tuấn không liên quan đến chuyên môn ngành y mà chỉ trong phạm vi quản lý nhà nước. Ông Tuấn không bị cấm đảm nhiệm chức vụ hành nghề sau khi ra tù, có thể hành nghề lại khi được cấp phép chứng chỉ. Ông Tuấn từng là giám đốc hai bệnh viện lớn là Bạch Mai và Tim Hà Nội, ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Ông được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành y năm 2017. Quá trình công tác, ông được tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý, bản thân là giáo sư tiến sĩ, đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ, có công cứu sống nhiều người trong cuộc đời y nghiệp và được nhân dân khen ngợi. Trong báo cáo đánh giá tác động dự án luật dân số đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế cho hay, mức sinh thay thế đang giảm nhất trong 12 năm trở lại đây và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Theo đó, tổng tỷ suất sinh năm 2022 đạt 2,01 con trên một phụ nữ. Năm 2003, ước tính là 1,96 con trên một phụ nữ. Xu hướng không muốn hoặc sinh rất ít con đã xuất hiện ở một số đô thị nơi có điều kiện kinh tế phát triển. Hai khu vực báo động là vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Mức sinh tiếp tục xuống sâu, khoảng 1,5 con trên một phụ nữ. Trong khi đó, tại một số nơi có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, mức sinh vẫn cao, thậm chí rất cao, trên 2,5 con trên một phụ nữ. Để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, Bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con trên phạm vi cả nước. Bộ Y tế đề xuất các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm trong việc sinh con, thời gian sinh con, số con, khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của các cặp vợ chồng, cá nhân. Đây là đề xuất thay đổi so với pháp lệnh dân số đang thi hành hiện nay, quy định mỗi cặp vợ chồng, cá nhân được sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định. Theo Bộ Y tế, trao quyền quyết định số lượng con cho các ông bố bà mẹ sẽ tránh được tình trạng mức sinh xuống quá thấp, gây giả hóa dân số, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, vẫn cần có quy định các biện pháp để duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước, thông qua việc điều chỉnh mức sinh phù hợp với từng vùng, đối tượng, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của cả nước, từng tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, để thực hiện giải pháp này, Bộ Y tế cho rằng nhà nước cần đảm bảo ngân sách để tuyên truyền vận động, thực hiện hỗ trợ, khuyến khích lợi ích vật chất, tinh thần cho các đối tượng thực hiện chính sách. Thực hiện các biện pháp khắc phục trước và sau khi ban hành luật, tránh lợi dụng việc quy định quyền tự quyết về số con của mỗi cặp vợ chồng cá nhân để vụ lợi, tuyên truyền thực hiện trái với chính sách của Đảng, nhà nước về công tác dân số. Trong dự án luật, Bộ Y tế cũng hướng đến chính sách giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Từ năm 2012 đến nay, tỷ số giới tính khi sinh luôn duy trì ở mức trên 112 bé trai trên 100 bé gái. Nếu tiếp tục duy trì như vậy, đến năm 2050, Việt Nam sẽ có khoảng từ 2,3 đến 4,3 triệu nam thanh niên khó có cơ hội lấy vợ trong nước, gây hệ lụy nghiêm trọng. Mục tiêu của chính sách được Bộ Y tế đưa ra là xây dựng các giải pháp khống chế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên góp phần khắc phục những hệ lụy về xã hội và nhân khẩu học do tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh gây ra, thúc đẩy bình đẳng giới. Ngoài ra, dự án luật dân số cũng xây dựng các chính sách liên quan đến thích ứng với giả hóa dân số, dân số già, phân bổ dân số hợp lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm trước đây lưu hành khá phổ biến ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Từ khi vaccine phòng bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh đã được khống chế và chỉ ghi nhận một số ít trường hợp lẻ tẻ do không tiêm vaccine phòng bệnh, thường xảy ra ở khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thuộc nhóm B, có tính chất gây dịch, chủ yếu lây truyền theo đường hô hấp do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 70% là ở trẻ dưới 15 tuổi và chưa tiêm vaccine. Gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin, bệnh bạch hầu có tỷ lệ tử vong cao hơn so với COVID-19 và có nguy cơ lây lan thành đại dịch. Liên quan đến thông tin này, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh bạch hầu là một bệnh nguy hiểm, đặc biệt là với nhóm chưa tiêm chủng đầy đủ hoặc nhóm đã tiêm phòng nhưng hiệu lực bảo vệ vaccine đã hết nguy cơ tử vong ở nhóm này có thể lên tới 10 tới 20%. Tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu cao hơn COVID-19, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm lại thấp hơn rất nhiều. Bạch hầu có thể gây ra một số vụ dịch giải rác ở một khu vực, nhưng không thể gây ra đại dịch như COVID-19. Do đó người dân có thể yên tâm và không cần quá lo lắng. Bác sĩ cấp thông tin. Bác sĩ cấp lưu ý người buộc phải tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường hô hấp như giữ khoảng cách với bệnh nhân, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi tiếp xúc, vệ sinh bề mặt của các vật dụng mà bệnh nhân từng chạm vào. Người bệnh cần đeo khẩu trang che miệng khi ho, hắt hơi. Những trường hợp đã tiếp xúc với người bệnh mà không có biện pháp bảo hộ cần được theo dõi và xét nghiệm vi khuẩn trong vòng 7 ngày. Nhóm này cũng có thể dùng kháng sinh dự phòng như là penicillin, erythromycin, azithromycin. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng cho rằng những trường hợp đã tiếp xúc với ca bệnh vừa qua cũng không nên quá hoang mang. Hiện bệnh bạch hầu đã có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh. Những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh sẽ được uống thuốc kháng sinh dự phòng để diệt vi khuẩn bạch hầu, giúp phòng tránh nguy cơ phát bệnh nếu không may nhiễm vi khuẩn. Theo bác sĩ cấp, cách phòng bệnh bạch hầu hiệu quả nhất vẫn là tiêm chủng vaccine. Hiệu lực bảo vệ của vaccine phòng bệnh bạch hầu kéo dài khoảng 10 năm. Sau 10 năm, hiệu lực của vaccine giảm dần. Do đó, người dân cần tiêm nhắc lại vaccine sau 10 năm để tăng hiệu quả phòng bệnh. Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần đưa trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch để đảm bảo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Trong trường hợp phải hoãn tiêm thì mọi người cần tham gia tiêm chủng bổ sung sớm nhất có thể. Người dân tại nơi có ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc điều trị dự phòng và tiêm vaccine phòng bệnh theo chỉ định và khuyến cáo của cơ quan y tế. Theo báo Giác Ngộ, chiều mùng 9 tháng 7, tại chùa Candaransi, thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức đại diện Ban Thường trực, Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương, Chư Tôn Đức lãnh đạo đặc trách hệ phái Nam Tông Khmer cùng Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có buổi họp trao đổi, xem xét và thống nhất các biện pháp kỷ luật gia tăng đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức. Chư Tôn Đức đã thảo luận, xem xét vấn đề và cùng thống nhất biện pháp kỷ luật gia tăng. Sau đó, Chư Tăng Vân Tập Tránh Điện tác pháp sám hối để đương sự là Đại Đức Thích Nhuận Đức trí thành bộc bạch ăn năn vì đã có lời nói và thái độ khiếm nhã đối với đồng bào Khmer trong một video năm 2023 tại chùa Kandaransi, lãnh đạo văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, chư vị giáo phẩm đặc trách các hệ phái đã thống nhất cấm đại đức thích nhuận đức thuyết giảng không thời hạn dưới mọi hình thức. Đồng thời, đại đức thích nhuận đức phải thành tâm sám hối với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer, xin lỗi đồng bà và Phật tử Khmer. Giáo hội cũng yêu cầu đại đức thích nhuận đức thực hiện biệt chúng sám hối đúng luật Phật chế định Thời hạn thực hiện việc sám hối cũng sẽ được áp dụng không thời hạn cho đến khi ban thường trực hội đồng trị sự có chỉ đạo thay đổi biện pháp sám hối. Việc giám sát đại đức thích nhuận đức thi hành kỷ luật được giáo hội ra ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ban quản trị tổ đình hộ pháp chịu trách nhiệm. Trước đó, đại đức thích nhuận đức đã có thư sám hối và xin lỗi ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì đã có những lời khiếm nhã trong video như đã nói ở trên đại đức thích nhuận đức được xác định đã vi phạm các quy tắc thuyết giảng của ban hoàng pháp trung ương giáo hội phật giáo việt nam làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với phật giáo và giáo hội